Chương 313 Tự hố chính mình Một đám người sim y màu xanh đồng đang tìm kiếm khắp nơi sâu trong khe nứt nứt nẻ như mạng nhện, chờ có một chỗ ánh sáng hiện lên, chiếu sáng khe hở kia, người tìm kiếm cuối cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người nâng một đoàn hỏa diễm màu da cam lên không trung. Thần hỏa, có người trộm lấy thần hỏa của chúng ta. Tiếng thét chói tai vang lên, cũng kinh động một đám người. Sau khi hai người nâng thần hỏa nhảy ra khỏi khe đất, cưỡi phong lân bay lên không trung, phía dưới một đám bóng người đuổi theo, có người đơn độc, có người thành nhóm, đuổi theo không buông, một đường phẫn nộ hò hét, hoàn toàn chính là cảm giác mình hao hết tâm huyết mắt thấy đồ sắp tới tay bị người ta cướp đi, vô cùng phẫn nộ. Cái loại phẫn nộ cùng không cam lòng mất đi thần hỏa này, đại khái chỉ có những luyện khí nhân kia rõ ràng nhất. Nếu như là dưới tình huống một đóa thần hỏa cũng không tìm được, đột nhiên bị người như vậy cướp đoạt một phen, nói là muốn tập thể điên cuồng cũng không quá đáng vừa đuổi theo chính là không chịu dễ dàng buông tha bên mình là một đám người đối phương chỉ có hai người làm sao có thể buông tha truy sát đuổi theo thật lâu đột nhiên phía trước một đám người bay lên không trung vài chục người ngăn cản người đuổi theo đem hai người bị đuổi theo cho chắn ở phía sau che chở mấy chục người này mặc xiêm y màu xanh lá cây một đệ tử môn phái đi vào có thể vượt qua hai mươi cũng chỉ có ba nhà kia người truy đuổi khẩn cấp dừng lại có lẽ không nhận ra tiểu môn tiểu phái khác, luyện khí giới bài danh phía trước khẳng định là có chú ý qua, tự nhiên biết ngăn cản bọn họ là ai. Mấy chục người này chính là người của Hạ Đạo Sơn. Lối ra bên kia đúng là không tiện lại dùng để điều hổ ly sơn, nhưng thế lực nhân mã của Hạ Đạo Sơn bày ở đây, đối với đại đa số môn phái cũng có lực uy hiếp. Bọn họ hôm nay có thể nói thật vất vả mới vớt được một công việc. Nguyên vị chất vấn, vì vì sao đuổi theo người hạ đạo sơn ta? truy binh đầu lĩnh cả giận nói, rồi chính mình quay đầu lại nhìn đi, người của các ngươi đoạt thần hỏa của chúng ta. Nguyên vĩ, ghi chê cười, thần hỏa vực chính là nơi vô chủ, thần hỏa cũng chưa từng tới trên tay các ngươi, cũng không phải các ngươi tìm được, các ngươi ngay cả tay cũng không có chuyển qua đồ vật, sao dám nói là đồ vật của các ngươi, thiên hạ có thể có đạo lý như vậy. Kết quả còn có thể như thế nào? Một đám người mặc y phục màu xanh đồng chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào trong bụng, cuối cùng trơ mắt nhìn người của hạ đạo sơn mang theo thần hỏa rời đi có người đối với đội trưởng nói ê sư huynh chúng ta tìm lâu như vậy đều tìm không thấy thần hỏa bọn họ lặng lẽ không lên tiếng trà trộn qua liền tìm được hơn nữa còn là chỉ bằng hai người liền tìm được xem ra lời đồn là thật bọn họ quả nhiên có biện pháp nhanh chóng tìm được thần hỏa đội trưởng cắn răng nói ê đuổi theo trong tiếng oán hận rất có mùi vị không báo thù thề không làm người vì thế một đám người cứ như vậy đi theo phía sau nhân mã của hạ đạo sơn người của hạ đạo sơn dừng lại bọn họ cũng dừng lại trên đường gặp những môn phái khác đám người theo dõi này còn có thể thông khí trao đổi ngay từ đầu người của hạ đạo sơn cũng không coi những cái đuôi này ra gì những môn phái mà bọn họ đều không nhận ra có thể làm gì bọn họ sau đó mới dần dần phát hiện không thích hợp người đi theo bọn họ tự hồ càng ngày càng nhiều lục tục tự hồ tụ tập hơn trăm người khiến cho lúc bọn họ rơi xuống đất nghỉ ngơi và hồi phục đều không thể không phái ra một bộ phận tương đối người thay phiên trực, phòng ngừa ngoài ý muốn. Thật vất vả đợi được sau khi điều hổ ly sơn sư xuân cùng cổ luyện ni đi thu thập thần hỏa đã trở lại, nguyên vĩ hỏi qua một chút có tìm được thần hỏa hay không, xác nhận đã tìm được, an vô chí đã ở trong quá trình hấp thu, hắn lúc này mới đem tình huống gì thường báo cho bọn họ biết. Tình huống gì? Cổ luyện ni nhíu mày buồn bực nói thầm. Sư xuân suy nghĩ một chút, quay đầu gọi chữ cạnh đường tới, bảo hắn đi tìm Hứa An Trường, bảo Hứa An Trường hỏi thăm một chút là chuyện gì xảy ra. Hiện giờ Hứa An Trường đã không có cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, cũng không có rời xa, theo ý của sư Xuân, thay đổi sim y tứ đỉnh tông đi theo phía sau làm hậu thủ chuẩn bị. Hắn sợ dĩ không cho Hứa An Trường bọn họ đi theo bên người, chính là không muốn cho những ma đạo này người đạt được thần hỏa, quay đầu chiếm được Đồng Minh Sơn không thích hợp hút thần hỏa, không cho những ma đạo này người hút, ngược lại muốn cho An Vô Chí cùng Chu Hướng Tâm hút những ma đạo này khẳng định là không muốn hắn hao hết tâm huyết dày vò là đang chế tạo nhân mã của mình không phải vì ma đạo chế tạo nhân mã huống chi hắn cũng không có ý định để cho những người trong ma đạo này còn sống rời đi ít nhất những ma nguyên có thể tăng lên tu vi của hắn hắn là không có ý định buông tha chính mình cũng không thể vào không một hồi đi cho nên nha biện pháp tốt nhất chính là đừng để cho những ma đạo này chứng kiến thần hỏa sau đó nói chút ít tìm được thần hỏa giống nhau muốn nhường cho hạ đạo sơn tốt cho đồng minh sơn điều chế chút ít thần hỏa khác nhau linh tinh cũng liền lừa gạt đi qua mà hứa an trường còn phải cảm khái vạn phần khen ngợi hắn một tiếng có tâm nói cấp trên phái sư xuân hắn vào thật sự là sáng suốt chữ cạnh đường tuân lệnh dẫn theo một trợ thủ rời đi tìm hứa an trường kể lại tình huống hứa an trường lúc này dẫn người tiếp cận những người trong môn phái theo đuôi cũng không cần bọn họ hao hết tâm tư tìm hiểu liền có người lại gần hỏi môn phái nào sau khi hai bên trao đổi với nhau Biết được hứa an trường bọn họ cư nhiên không biết Minh Sơn Tông cùng Hạ Đạo Sơn có biện pháp nhanh chóng tìm được thần hỏa, cảm thấy kỳ quái, sau đó tự nhiên là kể lại một lần sinh động như thật. Tìm được trên trăm đóa thần hỏa. Dù hứa an trường biết sư xuân bọn họ hẳn là nắm giữ một ít tìm được thần hỏa biện pháp tốt, nhưng nói cái gì trên trăm đóa cũng chưa chắc quá thái quá chút đi. Thế nhưng người ta nói có lý có cứ bộ dáng, làm cho hứa an trường cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Rời khỏi nhóm, sau khi rời khỏi bên này, Hứa An Trường lại vòng tới bên đám người Sư Xuân, tìm Sư Xuân đem tình huống liên quan nói ra, nói xong còn lặng lẽ quan sát phản ứng thần sắc của Sư Xuân, muốn biết có phải là thật hay không. Sư Xuân lâm vào trạng thái nhíu mày trầm tư. Cổ Luyện Ni sửng sốt sau đó liền chửi ầm lên, vì ai ở đó bị đặt đánh rắm vậy? Rất có khẩu vị nữ hán tử. Ngô Cân Lượng quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, đây đại đương gia, thần hỏa vực này đất rộng người thưa, người đụng người đều rất khó nếu không có người có tâm dở trò quỷ, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể tụ tập nhiều người như vậy? Mở nó, có người đang hãm hại chúng ta. Sư Xuân chậm rãi nói, lời người cũng biết là thời gian ngắn, một thời gian dài, chỉ sợ người tụ tập sẽ càng nhiều. Mấy người xung quanh đều rơi vào trầm mặt, đều ý thức được bị nhắm vào. Cổ luyện ni theo bản năng hỏi một câu, để bây giờ làm sao bây giờ? Sư Xuân hiếm thấy lộ ra thần sắc căng thẳng, đều không dễ làm, loại chuyện này chúng ta giải thích thế nào cũng vô dụng, cũng sẽ không có người tin, chúng ta cũng không có khả năng để cho bọn họ kiểm tra. Trầm đoá thần hỏa sự tình tuy rằng không tồn tại, người cho rằng 20 đoá thần hỏa đối với các ngươi luyện khí nhân mà nói rất ít sao. Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Nguyên Vĩ nói, thì chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền muốn trốn về lối ra tìm kiếm che chở hay sao? Sư Xuân không tiếp chuyện này, đợi đến khi hai bên tản ra, bên người không có người khác, hắn mới nhìn chầm chầm hứa an trường hỏi, từ ngươi thành thật nói cho ta biết, lệ phá hoang tàn nhận y rốt cuộc có tác dụng gì, có thể để cho cung thời hy để cho người khác đạt được, cũng không chịu để cho chúng ta đạt được, vì thế thậm chí không tiếc mượn đau giết người, cũng muốn đem chúng ta hướng tử lộ bức. Lời này vừa nói ra, ngô cân lượng, hứa an trường và vương mục đều ngẩn ra. Hứa an trường hồn nghi nói, ý, ý của ngươi là, đây là cung thời hy dở trò quỷ. Việc này là ta sơ suất, ta sớm nên nghĩ đến, chúng ta phía trên nếu có thể theo dõi luyện thiên tông, Đạo lý tương tự, hai mạch khác vì đoạt giải nhất, cũng sẽ theo dõi người có khả năng đoạt giải nhất kia, hai nhà khác rất có thể cũng ở luyện Thiên Tông cài tai mắt. Nhan Khắc Thao không tiếc bại lộ, cũng muốn đi luyện Thiên Tông bên kia báo tin, là bởi vì ở bên ta có phát hiện trọng đại. Phát hiện chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thần hỏa, Luyện Thiên Tông không tiếc buông tha tìm kiếm thần hỏa cũng muốn tìm được chúng ta, đó là chứng minh. Nói cách khác, biết chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thần hỏa, chỉ có chúng ta bên này cùng luyện thiên tông bên kia, cho nên chỉ có chúng ta hai bên mới có thể truyền ra tin tức này, chúng ta hai bên mới là tin tức đầu nguồn. Vương Mục cũng hồ nghi nói, về nói cách khác, chỗ chúng ta cũng có thể có người để lộ tin tức. Sư Xuân khoát tay áo, thuận tiện chỉ về phía những người theo đuôi, về nếu chúng ta còn có nội gián, những người đó sẽ không đợi đến bây giờ mới tìm được chúng ta, cho nên tin tức đại khái chính là từ bên luyện thiên tông truyền ra. Hứa An Trường nghi ngờ, vì vậy tại sao lại thấy là cung thời hy lam sư xuân cười lạnh một tiếng từ những người khác mặc kệ bất luận kẻ nào biết có nhanh chóng tìm được thần hỏa biện pháp về sau đều sẽ giống luyện thiên tông như vậy muốn tìm được chúng ta chia một chén canh đó mới là lẽ thương đem mồi nhữ cho phóng đại lại đem chúng ta lực uy hiếp phóng nhỏ nói cái gì hạ đạo sơn nguyên khí đại thương người tạo ra tin đồn này căn bản cũng không phải hướng thần hỏa tới chỉ muốn đem chúng ta đặt vào chỗ chết hứa an trường trầm ngâm nói Lệ vu sang sang không khả nghi sao? Sư Xuân khinh bị nói, Lệ căn bản không để cho nàng biết chúng ta là ma đạo, sau khi nàng biết tin tức sẽ chỉ giống như những môn phái khác, muốn chia một chén canh, mà không phải đưa chúng ta vào chỗ chết, trừ phi nàng từ con đường khác biết thân phận bối cảnh của chúng ta. Mà cung thời hy, là người ngoài duy nhất biết thân phận bối cảnh của ta, ta không hoài nghi hắn, hoài nghi ai? Hứa An Trường nghe xong lấy băng dương đặt ở trước miệng mũi hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng chậm rãi gật đầu nói, đời không sai, hẳn là hắn. Sư Xuân nhìn hắn chầm chầm, chậm rãi nói, đời cho nên ngươi thừa nhận, trên ngựa y e phá hoang tàn nhận vì quả thật có bí mật thúc đẩy hắn hạ sát thủ với chúng ta. Hứa an trường miếm môi, chậm chạp không nói. Sư Xuân trên mặt hiện ra vài phần tức giận, đời đến bây giờ, ngươi còn tính toán gạt ta sao? Hứa an trường khe khẽ thở dài, do dự nói, vì việc này nói như thế nào đây, kỳ thật cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, cấp trên cũng không có khả năng để cho loại nhân vật nhỏ như ta biết. Bất quá trước khi tiến vào, cấp trên từng cố ý dặn dò qua ta, nói gì phá hoang tàn nhận e sự tình trọng đại, mạch nào lấy được, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ ma đạo. Cấp trên mặc dù không nói rõ, nhưng ám chỉ qua ta, để phá hoang tàn nhận y rơi vào trong tay ai cũng được, chính là không thể rơi vào trên tay hai mạch khác. Ngươi Sư Xuân chỉ mũi hắn, tức giận rung tay nói không ra lời, chuyện quan trọng như vậy, lại không nói cho mình biết. Nếu sớm biết chuyện này Hắn làm sao có thể đi tìm cung thời hy hợp tác Ít nhất sẽ không bại lộ thân phận ma đạo của mình Hết lần này tới lần khác Hắn lại có thể lý giải đối phương không nói nguyên nhân Trọng đại cơ mật tự nhiên Là người biết càng ít càng tốt Không có khả năng dễ dàng tiết lộ ra ngoài Cho nên chính mình đem chính mình làm cho tức giận đến Hai tay ngô cân lượng Dùng sức trà sát mặt Rất bất đắc dĩ hắc hát, hát nói đều chính mình đem chính mình hố Thật đã nghiền, đa tạ a à. Vừa nói vừa hướng hứa Vưu hai người chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Các ngươi làm chuyện gì đều là tự mình làm trước mới cho ta biết, phàm là các ngươi cùng ta câu thông một chút, trước cho ta biết kế hoạch của các ngươi, ta cũng sẽ kịp thời ngăn cản, không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Sư Xuân ngoài cười nhưng trong không cười nói, đi cùng ngươi câu thông, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ổn định ngược lại là ổn định, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn ở thiết xâm lâm tìm thần hỏa. Kẻ ngốc mới nghe không ra đây là trào phúng, hứa an trường nói, vì hiện tại tranh giành cái này cũng không có ý nghĩa, chuyện cho tới bây giờ, ta thấy nguyên vị nhắc nhở rất tốt, đến lối ra tránh né không thể xem là một biện pháp, dù sao đồng Minh Sơn đã có hy vọng đoạt giải nhất. Sư Xuân Mặt có kinh ngạc cùng thần sắc ngoài ý muốn, tiện đã nhắc nhở nói, ừ ngươi cho rằng chúng ta có hy vọng đoạt giải nhất, cung thời hy cũng cho rằng chúng ta có hy vọng đoạt giải nhất, dùng thời gian bên ngoài tính, còn kém không nhiều lắm 20 ngày, nếu như chúng ta trốn ở lối ra 20 ngày, người cảm thấy cung thời hy có thể ngồi nhìn chúng ta trốn ở lối ra không phản ứng. Hứa An trường chần chừ nói, vì cửa ra có một đám trưởng lão trấn giữ, cung thời hy cho dù có tâm cũng vô lực. Sư Xuân, vì ở đó có nghĩa là ở trong trạng thái hoàn toàn bị động, 20 ngày nữa, một người có thể nghĩ ra biện pháp trước mắt, người cảm thấy hắn trong lúc này không tìm được biện pháp ra tay với chúng ta. Hứa An trường trầm mặt. Vưu Mục có chút tức giận nói, để tìm được bọn họ, trực tiếp đem bọn họ giết sạch. Sư Xuân, điều chúng ta chỉ là suy đoán, không có chứng cớ chứng minh việc này là hắn thúc đẩy. Sau khi đi ra ngoài, ngươi cho dù hướng lên trên cáo trạng cũng vô dụng, bởi vì ngươi không có chứng cớ, miệng nói không có bằng chứng. Có tam mạch minh ước ở đây, cũng có nghĩa là chúng ta không thể công khai cứng rắn với bọn họ. Nói cách khác, chúng ta biết thân phận của nhau, ai cũng không thể công khai cứng rắn với ai trong tình huống không nắm chắc tuyệt đối diệt khẩu. Đây cũng là nguyên nhân đối phương chỉ dám trốn trong bóng tối thúc đẩy. Đương nhiên chúng ta không có đạo lý bị đánh không hoàn thủ, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là tình thế đã bị thúc đẩy, hiện tại cho dù giết bọn họ cũng vô ích, muốn giết bọn họ cũng là chuyện phía sau. Trước mắt chúng ta phải thoát khỏi khốn cảnh trước, mới có thể nghĩ biện pháp tìm bọn họ tính sổ. Hứa An Trường nói tiếp, y làm sao bây giờ? Sư Xuân Trầm Tư một hồi, thẳng thắn nói, điều trước mắt ngoại trừ trốn, cũng không có biện pháp nào khác, luôn bị những người này đi theo, chúng ta chẳng khác nào là bày ra ngoài sáng, làm gì cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm không ra tay được hơn nữa cứ tiếp tục như vậy người nhìn chằm chằm chúng ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều chỉ có bỏ tai mắt ra trước mới có thể bước ra làm những việc khác ngẫm lại cũng đúng đây mới là hạng mục ưu tiên nhất trước mắt hứa an trường đại biểu bên phía tứ đỉnh tông làm chủ ê được trước tiên nghĩ biện pháp thoát thân bên này quyết định rồi còn phải đi thông khí với đường núi bên kia các phương diện nhiều làm việc phải giao tiếp đây cũng là chuyện không có biện pháp. Sư Xuân lại tìm Cổ Luyện Ni bên kia đem quyết định nói xuống, sự tình đến nước này, cần dựa vào lực lượng của Hạ Đạo Sơn, không có khả năng ném xuống Hạ Đạo Sơn chạy, mọi người nhất định phải ở trên cùng một con thuyền giặc. Hạ Đạo Sơn bên này cũng đã thương nghị qua nội bộ, cho nên Cổ Luyện Ni đồng ý nói, "Được không sai, trước tiên bỏ bọn họ ra, chuyện sau đó lại xem tình huống, nếu thật sự không được, liền đi lối ra chờ lối ra mở ra, lối ra bên kia có trưởng lão chúng ta che chở, hẳn là không có vấn đề gì." lại muốn đi lối ra. Sư Xuân Kiên quyết phản đối xuất khẩu sớm. Đi sớm kết quả là hắn Minh Sơn tông một đám có thể sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể gặp phải Hạ Đạo Sơn phản bội. Hắn ở Lưu Đầy chi địa đã trải qua quá nhiều phản bội cùng bán đứng, những chuyện kia ở Lưu Đầy chi địa thuộc về chuyện thường như cơm bữa, cho nên hắn có phương diện này tính dự báo, hoặc là nói là kinh nghiệm. Đem tính mạng của mình, trông mong ở Hạ Đạo Sơn Kim trưởng lão sẽ vì bọn họ mà cứng rắn gánh vác áp lực của môn phái khác lấy thói quen hắn ở nơi lưu đầy dưỡng thành, căn bản sẽ không đi làm cái loại trong cậy này. Có một số việc đối với hắn mà nói là có thể tưởng tượng. Một đám người bị buộc phải trốn đến lối ra bên kia đi, liền trận thế kia, lối ra những trưởng lão kia không làm rõ là chuyện gì xảy ra mới là lạ. Vừa hỏi, biết được có nhanh chóng đạt được thần hỏa biện pháp, có mấy cái luyện khí người có thể ngăn cản lớn như vậy hấp dẫn. Một người kim trưởng lão có thể đứng vững trước dục vọng của chính vị trưởng lão khác, hay là một người có thể đánh thắng chính vị trưởng lão kia một khi xét nhà diệt môn thực lực nắm giữ ở người khác trên tay hắn mới không tin những trưởng lão kia hội nói quy củ gì đơn giản là cái diệt khẩu mà thôi đến lúc đó hà đạo sơn không muốn bị diệt muốn bảo trụ lợi ích của mình phải chịu thua kim trưởng lão sẽ không ngay cả chút lợi hại này cũng không cân nhắc hà đạo sơn tìm kiếm thần hỏa chính là những thứ kia người chân chính muốn công đạo là sư xuân hắn cầm chi phá hương lừa gạt làm sao chịu được tích cực đến lúc đó bí mật trên người hắn có cần khai báo hay không cho nên tình thế trước mắt mà xem hắn tuyệt đối không có khả năng trốn ra khỏi cửa trước muốn ra khỏi cửa cũng phải đợi đến khi thời gian sắp kết thúc phải đợi đến khi những trưởng lão canh giữ ở lối ra kia biết cho dù chiếm được bí mật cũng không có thời gian lại tìm thần hỏa biết vì thế lại mạo hiểm cùng hạ đạo sơn liều mạng ngươi chết ta sống không cần thiết hạ đạo sơn mới giữ được hắn đến lúc đó những trưởng lão kia nếu muốn lấy được bí mật mới có thể nguyện ý để cho hắn mang theo bí mật còn sống đi ra ngoài chỉ cần chính mình đi ra ngoài có thế lực bên ngoài tham gia vậy thì không phải do những luyện khí môn phái này huống chi còn có cung thời hy ở sau lưng sử dụng độc thủ hắn một khi ở lối ra bị khống chế được vậy thì quá bị động cho nên hắn là không có khả năng sớm đi lối ra đương nhiên những thứ này tạm thời cũng không cần thiết cùng cổ luyện ni bọn họ lý luận cái gì bây giờ còn đang hợp tác bên trong nói cái gì người ta sẽ bán đứng chính mình lời nói không cần thiết có thể bị bán đứng hay không mấu chốt cũng không ở người khác mấu chốt là ở chính mình đi con đường nào chính mình đem chính mình bước lên tuyệt lộ người ta không bán đứng người bán đứng ai còn trông cậy vào người ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử hay không hiện tại ưu tiên hàng đầu là thoát thân trước không thể phá hư tín nhiệm hợp tác sau khi thống nhất ý kiến hai bên lập tức triệu tập nhân mã trước khi xuất phát sư xuân lại gọi hứa an trường và vương mục sang một bên giải thích để các ngươi đối với các môn phái khác mà nói lạ mặt cũng không cần đi theo chúng ta cùng một chỗ sau khi chúng ta dẫn dắt những người theo dõi này chính các ngươi không cần ra mặt an bài người là một việc liên hệ các ngươi nằm vùng ở các phái để cho bọn họ lan truyền lời đồn thiên nham tông nói thiên nham tông cũng biết biện pháp nhanh chóng tìm được thần hỏa nói rõ biện pháp sơn tông nhanh chóng tìm được thần hỏa chính là từ trên tay bọn họ có được nói bọn họ cũng chiếm được rất nhiều thần hỏa mục đích có hai một là để cung thời hy biết chúng ta đã biết kẻ đứng sau lời đồn là ai đây là đang cảnh cáo hắn ép chúng ta không còn đường sống cũng sẽ nói ra thân phận của bọn họ, khiến bọn họ cũng không còn đường sống, để ép hắn thu liễm phía sau, miễn cho lại tiếp tục phát lực. Hai là cho hắn giáo huấn, lời đồn sau khi đi ra ngoài, hắn nếu muốn tự chứng minh trong sạch, liền muốn cho người điều tra hắn tu luyện ra bổn nguyên có dung hợp thần hỏa hay không, trong cơ thể bọn họ có ma nguyên, này che giấu năng lực, cũng chịu không được như vậy tỉ mỉ tra xét, nếu không dám cho người kiểm tra. Bọn họ liền giải thích không rõ ràng. Như vậy có thể ngăn chặn thế lực của bọn họ, tránh cho bọn họ dễ dàng hợp tác với thế lực khác nhằm vào chúng ta. Sau khi lối ra mở ra, ta ngược lại muốn xem hắn có dám dễ dàng rời khỏi lối ra hay không, xem hắn có sợ hay không, và nhất những trưởng lão kia muốn bắt được bọn họ nghiệm chứng một chút, vậy thì thú vị. Lời này nghe được hứa, vưu hai người hết hồn hết vía. Và nhất hắn đáp lễ chúng ta, trên người hai chúng ta cũng có ma nguyên, chẳng phải cũng không ra được sao. Lời này nghe được hứa, vưu hai người hết hồn hết vía và nhất hắn đáp lễ chúng ta, hai người chúng ta trên người cũng có ma nguyên, chẳng phải là cũng không ra được. Sư Xuân căn bản không muốn để cho bọn họ còn có cơ hội lại qua cửa khẩu kia, khuyên nhủ nói, để còn cần đáp lễ sao? Mấy vị trưởng lão ở cửa khẩu đều biết chúng ta hợp tác, cung thời khi cái kia cẩu vật làm như vậy, người còn trong cậy Minh Sơn Tông một khi rơi xuống bị kiểm tra trình độ, người tứ đỉnh Tông có thể ngoại lễ. Lời này nói hai người sắc mặt đại biến, hứa an trường bỗng nhiên chửi ầm lên, để ta mạch cạnh tranh, không vạch trần ngọn nguồn với bên ngoài cung thời khi cẩu vật kia phá hư quy cũ hắn đang chơi với lửa tự thiêu sư xuân ấn hai tay trấn an nói thì yên tâm ta sẽ không hãm hại chính mình đến lúc đó tự có biện pháp đưa các ngươi ra ngoài loại trò này phỏng chừng cũng không ngăn được hắn rời đi sau khi mở cửa ra không có khả năng kiểm tra từng cái một cũng không có thời gian trà trộn ra ngoài hẳn là không tính là khó chỉ là hù dọa hắn một chút trói tay chân hắn lại miễn cho hắn trốn ở sau lưng không kiên nể gì nghe hắn nói như vậy thần sắc hai người đại biến mới xem như ổn định lại sau đó lĩnh mệnh trốn không bao lâu hai bên nhân mã tập hợp thành một đội cất cánh mà đi những người trong môn phái không xa không gần nhìn chằm chằm cũng ào ào cất cánh có người đuổi theo bay xa xa cũng có người bay vòng qua trái phải xa xa chờ sau khi bọn họ đi xa đám người hứa an trường trốn ở sâu trong khe núi mới ngẩng đầu thông báo chuyện nằm vùng tung tin đồn giao cho cấp dưới đi làm mấy người hứa an trường vẫn tiếp tục bay theo phía sau. Sau khi Minh Sơn Tông và Hạ Đạo Sơn đoàn bay một hồi, lại dừng lại, phái người quay đầu, trực tiếp áp dụng vũ lực uy hiếp, còn dám đi theo, giết. Nhưng mà giết cũng phải có năng lực có thể giết mới có thể uy hiếp được, tất cả mọi người có phong lân ai sợ ai, đơn giản là ngươi đuổi theo ta chạy, người giết ta trốn, nhiều người như vậy, xem ngươi có thể giết mấy người. Vẫn là lợi dục huân tâm, dưới sự xúi dục của người có tâm, đều đang chờ chính bọn họ cũng không dám khai chiến với đoàn đội Hạ Đạo Sơn, đang chờ những đại phái kia khai chiến với đoàn đội Hạ Đạo Sơn, một khi khai chiến, bọn họ không dám đồng thủ với một đám người. Cá nhân bị thương hoặc bỏ chạy, bọn họ còn không dám động sao? Một khi rơi vào trong tay bọn họ, cậy mở miệng đào ra tìm kiếm thần hỏa bí pháp, ngẫm lại đều chờ mong. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ có bọn họ đi theo không buông, cắn chết không buông, những đại phái kia mới có thể mau chóng tìm được nhóm người của Hạ Đạo Sơn, mới có thể nhìn thấy một màn mà bọn họ chờ mong một khi để cho nhóm người của hạ đạo sơn chạy mất tích vậy thì sẽ không có cơ hội nói cho cùng vẫn là có tâm xui khiến thì tốt hơn bình thường mọi người đều đã thử qua các ngươi cảm thấy trước khi kết thúc các ngươi có thể tìm được thần hỏa sao các ngươi tìm được hiện tại trong lòng đại khái là có tính toán phần lớn môn phái đều nhất định là tìm không thấy mà đây có thể là duy nhất có thể cho các ngươi tìm được thần hỏa cơ hội muốn hay là không muốn ngay cả uy hiếp tử vong cũng không thể làm cho đám tạp chủng dính người này tản đi, sau mấy vòng đuổi theo cùng trục xuất đều không có hiệu quả, Minh Sơn Tông cùng Hạ Đạo Sơn một đám mới chính thức ý thức được đã vứt không xong, đã bị dính lên, phiền toái đã cắt gao cuốn lấy bọn họ, còn tiếp tục như vậy chỉ có thể là chờ phiền toái lớn hơn nữa đến. Liên tình huống này, bọn họ cũng không dám dễ dàng làm cho người ta lạc đàn, có thể tưởng tượng, một khi có người lạc đàn, chính là một hồi vây đánh. Mà bọn họ trước mắt đoàn thể nhân số đã bị các phái ở trong theo dõi sợ cái rõ ràng minh bạch, chỉ sợ trên đường muốn lặng lẽ sờ thiếu một cái cũng khó khăn. Mà dọc theo đường đi gặp phải môn phái cũng lục tục gia nhập, nhân mã dây dưa càng ngày càng nhiều. Ngay cả đám người hứa an trường đi theo phía sau, cũng đều đổ mồ hôi lạnh, phát hiện thủ pháp nuôi điếm của cung thời hy quả thật có đủ âm ngoan, không biết người nào cư nhiên phái tới một người tàn nhẫn như vậy. Đối mặt liên tục tăng lên áp lực, duy trì liên tục một đoạn thời gian sau, thỉnh thoảng ở trên không trung nhìn quanh bốn phía cổ luyện ni cũng cảm giác chịu không nổi, bày tới sư xuân bên người, lớn tiếng nói, để tiếp tục như vậy không được, vứt không xong bọn họ, phải mau chóng điều chuyển phương hướng lối ra đi, kéo càng lâu càng phiền toái. Trước khi tiến vào thần hỏa vực, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Hạ Đạo Sơn sẽ có đại ngộ này, lại có thể lâm vào tình cảnh bị các phái vây đánh. Đừng nhìn đám người cuốn quyết kia hiện tại không dám đồng thủ, một khi nhiều người đến trình độ nhất định, chuyện nhiều người thêm can đảm rất có thể sẽ phát sinh đối với quyết định của cổ luyện ni đám người hạ đạo sơn đương nhiên là kiên quyết tán thành nhưng sư xuân tuyệt đối không có khả năng đáp ứng vẫn là lần cân nhắc kia hiện tại đi ra khỏi cửa vậy chẳng khác nào là tự mình đưa mình vào miệng hổ đó là đường lui cuối cùng của hạ đạo sơn cũng không phải đường lui cuối cùng của hắn ở điểm này cân nhắc lợi hại hắn đã sớm so đo rất rõ ràng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đối mặt vấn đề này hắn lúc này biểu thị phản đối để bây giờ còn không thể trở về lối ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, cổ luyện ni truy vấn, tuy vì sao? Song phương ở trên không trung cách hai tầng phong lân xoay tròn cũng không dễ nói chuyện, sư xuân dẫn đầu rơi xuống mặt đất trước, những người khác đành phải đi theo nhân mã các phái bị dây dưa thu phong lân lạc tuần sau cũng nhau nhau rơi xuống, nhìn từ xa, vẫn không dám tới gần, dù sao hạ đạo sơn nói rồi đi theo liền dết. Một đám người ở Hạ Đạo Sơn đứng trước mặt Sư Xuân, đều chăm chú nhìn hắn, muốn ăn nói ánh mắt sư xuân đảo qua đảo lại trên mặt bọn họ mấy lần chuẩn bị tốt lý do thoái thác mới trầm giọng nói vậy nếu chúng ta hiện tại trở về cửa ra thật sự có thể được che chở sao khóe miệng cổ luyện ni lộ ra một nụ cười ờ người cho rằng trưởng lão chúng ta sẽ không che chở cho chúng ta sư xuân ngữ ra kinh người vì nếu là không che chở chúng ta nhiều nhất chúng ta xui xẻo nếu là che chở chúng ta người đầu tiên chết chính là hắn lời này vừa nói ra nụ cười của cổ luyện ni cứng lại những người khác cũng cả kinh. Bất quá theo lời sư Xuân suy nghĩ một chút, có người mơ hồ thưởng thức được ý tứ trong lời nói của hắn. Nguyên vĩ chần chờ nói, ý ý của ngươi là, những trưởng lão khác sẽ bất lợi với kim trưởng lão. Sư Xuân hỏi ngược lại, vì chẳng lẽ không thể sao? Không cần nói với ta quy củ gì, cho dù là kim trưởng lão chính mình, có hay không làm vi phạm sự tình ngươi ta trong lòng đều rõ ràng, có hay không vi phạm đơn giản là xem cần thiết. Còn có không nhiều lắm 20 ngày thời gian, đều đang đồn đại chúng ta có nhanh chóng tìm được thần hỏa biện pháp, người dám cam đoan những trưởng lão kia có thể nhìn xuống hấp dẫn. Nhất là ở bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể giải quyết xong kim trưởng lão dưới tình huống. Các ngươi có nghĩ tới, để cho kim trưởng lão che chở chúng ta, có thể chính là đang bức hắn đi chịu chết. Một đám người nhất thời trầm mặt, cổ luyện ni sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, bọn họ có thể tưởng tượng được, dưới tình huống như vậy, quả thật có thể sẽ phát sinh loại bất trắc này. Sư Xuân lại nói, Lì một khi kim trưởng lão xảy ra chuyện các ngươi cảm thấy những trưởng lão kia còn có thể để cho nhân mã hạ đạo sơn đi ra ngoài người sống sao ta đương nhiên ước gì bây giờ trở lại lối ra ước gì kim trưởng lão có thể che chở chúng ta nhưng vấn đề là bây giờ trở về sẽ rất nguy hiểm muốn trở về cũng phải đợi đến lúc cạnh tranh kết thúc mới trở về đến lúc đó trong lòng bọn họ biết cho dù cướp được cũng không có cơ hội đi tìm thần hỏa tự nhiên cũng không cần phải mạo hiểm phần lớn nhân viên hạ đạo sơn hiện tại mới nghe nói cái gì nhanh chóng tìm được biện pháp thần hỏa. Dù sao vẫn luôn trong quá trình khống chế, nhất là sau khi ra khỏi nội gián nhan khắc thao, bên hạ đạo sơn khống chế càng ngày càng nghiêm ngặt, cũng không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Đương nhiên, chuyện nhan khắc thao có thể cảm giác được, bọn họ kỳ thật cũng cảm giác được, cũng đoán được nơi này có biện pháp nhanh chóng tìm được thần hỏa. Một khi kim trưởng lão xảy ra chuyện, hạ đạo sơn kia cũng phải bị diệt khẩu, ba người dẫn đầu cổ luyện ni tâm tình rất nặng nề, sở dĩ nặng nề tự nhiên là cho rằng sư Xuân nói đúng. Mặc dù không xác định nhất định sẽ phát sinh, nhưng quả thật có rất nhiều khả năng phát sinh loại tình huống này, bất kể là vì mình, hay là vì kim trưởng lão, lối ra bên kia đều không thể đi. Ngô Cân Lượng dự thính sư Xuân cùng hứa an trường nói chuyện tự nhiên là rõ ràng đại đương gia vì sao hiện tại không chịu trở về miệng, trong ý cười hắc hắc cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, biết đại đương gia đây cũng là bất đắc dĩ lúc trước xử lý vấn đề của cung thời hy, đại đương gia xảy ra sai lầm, mới dẫn đến sự tình đến trình độ như thế. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, đại đương gia cũng không phải cái gì hoàn mỹ, xuất hiện chút sai lầm cũng bình thường. Đám người chữ cạnh đường không rõ tình hình, nhưng cũng cảm thấy sư Xuân nói trước mắt có lý, đám người luyện khí điên cuồng với thần hỏa này, bọn họ đã được lĩnh giáo nhiều lần rồi, hiện tại cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Chẳng qua làm lão nhân từ thiên vũ lưu tinh đại hội một đường cùng tới mà nói luôn cảm giác một màn này có chỗ tương tự, làm 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 sao lại đem sự tình làm lớn. Bọn họ hiện tại xem thử hạ đạo sơn một đám, giống như thấy được bọn họ lúc trước tại thiên vũ lưu tinh đại hội bóng dáng, cứ như vậy lên tạc thuyền. Suy nghĩ nhiều lần về sau, cổ luyện ni không có tự tiện làm chủ, nhìn về phía hai người bên cạnh hỏi, để các ngươi thấy thế nào? Hai người nguyên, bàn còn có thể thấy thế nào? Sư Xuân có thể nghĩ xấu nhất về Kim Quý Kỳ, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy, Trưởng lão trong cảm nhận của bọn họ vẫn có chút kỳ vọng cao cao tài thường lúc nhìn lên có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng nói trưởng lão sẽ bị áp lực nhận thua tiến tới bán đứng sư Xuân hợp tác bọn họ chưa từng trải qua tuyệt cảnh này trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến phương diện kia Bàn hậu nói về lời Xuân Huynh nói không thể không đề phòng Nguyên Vĩ cũng gật đầu lệ quả thật phải cẩn thận Cổ luyện ni lúc này lại hỏi sư Xuân lệ không đi lối ra thì có thể đi đâu Nói đến đây Sư Xuân cũng chỉ có thể cười khổ, để có bọn họ đi theo, đi đâu cũng vô dụng, vẫn là phải nghĩ biện pháp bỏ qua bọn họ trước, chỉ cần có thể bỏ qua, mặc kệ đi đâu trốn cũng được, cùng lắm thì trốn đến khi kết thúc mới ra khỏi cửa. Mọi người nhìn bốn phía một chút, phát hiện những cái kia cuốn quyết lấy gia hỏa. Trong ánh mắt giống như đều đang bốc lên lục quang dường như, xa xa đều có thể nhìn ra đói khát bầu không khí đến, muốn dọa chạy hoặc vứt bỏ sợ là không dễ dàng như vậy. Ngô Cân Lượng chợt nhìn Sư xuân nói thầm một tiếng, Ê e đợi đến khi trời tối, nếu có thể trời giúp chúng ta, đến một ánh trăng mờ ảo, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, có lẽ chúng ta có thể thoát khỏi theo dõi chuồng mất. Sư Xuân khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã hiểu ý của hắn, người khác không nhìn thấy đường và người, dị năng mắt phải của mình lại có thể không mượn ánh sáng nhìn thấy đường và người, có thể nhân cơ hội dẫn dắt mọi người bỏ qua dây dưa. Nhưng vấn đề là, quỷ mới biết chịu đựng đến bóng đêm buổi tối sẽ như thế nào? Bàn hậu nhìn sắc trời, cũng nói ra nghi vấn tương tự, đề nơi này không mây không mưa, thần hỏa vực cũng ít có nơi mây mưa, đềm khuy cơ bản đều là đầy trời đầy sao, ảnh hưởng đối với thị lực tu sĩ sẽ không quá lớn. Ngô Cân Lượng nói, đề băng nguyên lúc trước hình như bị mây đen bao phủ. Bàn hậu gật đầu, đề băng nguyên cũng có thể thử xem, bất quá, người lăn qua lăn lại quá nhiều, địa giới băng nguyên có phải quá nhỏ hay không, tầng mây đen kia lợi dụng pháp bảo phá vỡ cũng không khó, không biết có thể thuận lợi mượn nơi đó thoát thân hay không nguyên vĩ cao mày nói về vấn đề lớn nhất không phải cái này mà là xuân huynh nói các phái trưởng lão sư xuân bị hắn nói sửng sốt hỏi về nói thế nào nguyên vĩ lệ băng nguyên cách lối ra quá gần một khi ở bên kia lăng qua lăng lại một chuyến không thể thuận lợi thoát khốn ta lo lắng những trưởng lão kia nghe được tiếng gió sau bởi vì quá gần sẽ nhịn không được ra tay tham gia lấy tu vi của bọn họ cùng thực lực muốn đuổi bắt chúng ta chúng ta cơ bản không có bất kỳ đào thoát khả năng ta cảm thấy đi Cách nói này, sư xuân thật đúng là không nghĩ tới, đàn cân nhắc cân nhắc, nghe hắn còn có nói sau, lúc này yên lặng chờ đợi. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đang chờ nguyên vĩ nói sau, có người lấy ra băng dương bổ khí. Chân chờ một lúc, nguyên vĩ chậm rãi nói, để cân lượng huynh nhắc nhở ta nghĩ tới một nơi, có lẽ có thể thử xem. Cổ luyện ni lập tức hỏi, gì ở đâu? Ánh mắt nguyên vĩ đảo qua mọi người, gằn từng chữ nói, vì vô minh chi địa. Người giật mình không ít, người ngoài ý muốn cũng rất nhiều, Ngô Cân Lượng kinh ngạc nói, địa chính là thần hỏa vực kia vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, mặt trời chiếu vào góc chết vĩnh dạ chi đĩa. Bọn hắn loại này đối với thần hỏa vực tình huống xác thực không thể nào hiểu rõ, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả, trước khi tiến vào, bao nhiêu tạm thời bổ sung một chút, địa phương nào nguy hiểm đó là hàng đầu nhận thức. Nguyên vĩ, ờ đúng vậy. Ngô Cân Lượng kỳ quái, về nơi đó không phải là cấm địa rất nguy hiểm sao? Nguyên vĩ, đi là cấm địa không sai, cũng xác thực rất nguy hiểm. Nhưng ta hạ đạo sơn tiền bối truyền xuống kinh nghiệm báo cho biết, nguy hiểm nhất khu vực là ở trung tâm khu vực, đó mới là chân chính cấm địa. Cũng chính bởi vì nguy hiểm, mới có thể để cho các phái kiên kỵ, các ngươi không cảm thấy đó mới là thoát khỏi trước mắt nguy hiểm biện pháp tốt nhất sao? Muốn đi đến nơi nguy hiểm này sao? Vô luận là người của Hạ Đạo Sơn, hay là người của Minh Sơn Tông, vẻ mặt đều căng thẳng ngô cân lượng cũng nhìn về phía sư xuân cái này hắn cũng không dám làm chủ nói lung tung ai còn không thể sợ chết a à? hắn cũng sợ chết được rồi không ai nguyện ý muốn chết sư xuân cũng không ngoại lệ nghe nói cấm địa kia ngay cả cảnh giới thiên tiên cũng chiếu chiếc không sai loại bọn họ chạy vào năng lực ứng phó nguy hiểm chỉ sợ so với con kiến hôi còn không bằng phỏng chừng tùy tiện thổi cái tà phong gì đó liền thổi chết hiện tại toát ra người nói không có việc gì để cho hắn làm sao có thể dễ tin hắn nhìn về phía đồng minh sơn ánh mắt lộ ra trưng cầu ý kiến, đồng minh sơn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tình huống nguyên vị nói hắn cũng không biết. Sư Xuân hơi cảnh giác nói, địa cấm địa còn có phân chia nội ngoại với sao? Thật hay giả, chúng ta minh sơn tông một đám kiến thức thiển cận, nguyên huynh ngàn vạn lần đừng nói giỡn. Ta làm sao nghe nói y vô minh cấm địa là toàn bộ thần hỏa vực ngoại trừ thần hỏa tinh quái duy nhất có vật sống địa phương, nghe nói những quái vật kia thích công kích người. Vừa nói còn vừa nhìn về phía cổ luyện ni, mắt lộ ra chứng thực. Cổ luyện ni vút cầm, đề đại, đại chúng nhận thức chưa chắc là đúng, nội ngoại vây chi phân là chúng ta tiền bối chính mình tổng kết ra. Nguyên vĩ nói không sai, cấm địa khu vực trung tâm mới có chân chính nguy hiểm, ngoại vi nguy hiểm có tính ngẫu nhiên, không sàng bậy cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm, lấy chúng ta thực lực cơ bản đều có thể ứng phó xuống, đây là ta phái tiền bối sờ soạn ra kinh nghiệm, sẽ không lừa gạt chúng ta người của mình. Đương nhiên, có thể không đi vẫn là tốt nhất, bất quá đi xuống nói, nơi đó dùng để bỏ qua nhóm này dây dưa tạp chủng là không thể tốt hơn nữa còn có thể phòng bị những trưởng lão kia tham gia ta cảm thấy nguyên vĩ nói khả thi sư xuân đối với nguy hiểm có tâm lý phòng bị theo bản năng trên tâm lý không hiểu sao cảm giác bất an thật sự là cấm địa cái gọi là nguy hiểm quá mức cường đại bất quá lấy hiểu biết trước mắt của hắn đối với đám người cổ luyện ni mà nói hẳn là cũng không cần phải lừa gạt mình cũng sẽ không lấy an nguy của nhân mã mình ở hạ đạo sơn làm loạn ngay cả đám người này đều cảm thấy có thể đi hẳn là không có việc gì lúc này chậm rãi gật đầu nói ê được vậy theo như các ngươi nói đến xem có thể hay không vứt bỏ bọn họ sau khi thống nhất ý kiến một đám người phân rõ phương hướng lại xuất phát thẳng đến phương vị mục tiêu mà đi trên đường trong ánh mắt cổ luyện ni nhìn về phía sư xuân lộ ra một chút cảm kích may mắn có vị này kịp thời nhắc nhở mới không trực tiếp đưa đội ngũ ra cửa nếu không đội trưởng của mình chỉ sợ sẽ phạm phải sai lầm lớn không thể vãn hồi nàng ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ đuổi theo đuổi theo, một đường dây dưa không buông môn phái, dần dần ý thức được không đúng. Thiên nham tông nhân mã không nhanh không chậm đi về phía lối ra, theo một động tác tay của cung thời hy, bỗng nhiên toàn bộ rơi xuống đất dừng lại. Đối mặt với thám tử đến báo tin, cung thời hy phát ra câu hỏi kinh nghi, để đi đến y vô minh cấm địa ở sao? Hắn đem toàn bộ xúc tu dò xét manh mối thần hỏa hướng về phía đám người chú ý sư xuân, cảm xúc liên quan của hắn là tương đối linh mẫn, đã biết đám người sư xuân lâm vào khốn cảnh, hắn đã đoán trước đám người sư xuân sớm muộn gì cũng phải chạy trốn khỏi khu vực lối ra tìm kiếm che chở, cho nên mới có thể chạy tới khu vực lối ra. Hắn chạy tới lối ra, không vì cái gì khác, chỉ cần đám sư xuân tới lối ra, hắn liền có biện pháp trợ giúp, đem đám sư xuân bức lên tuyệt lộ. Đối mặt với sự hấp dẫn của thần hỏa đối với khắp nơi, hắn tự nhận đổ thêm dầu vào lửa cũng không khó. Người đến báo tin gật đầu nói, để tin tức bên tổ thứ ba truyền về, nói môn phái bên hắn căn cứ vào phương hướng đám người sư xuân đi tới, kết hợp với tình huống bị dây dưa phán đoán, cảm thấy đám người sư xuân rất có thể là muốn đi tới y vô minh cấm địa, sợ là muốn mượn nguy hiểm của cấm địa để thoát khỏi theo dõi. Trên khuôn mặt cung thời hy vốn có vẻ nham hiểm nham hiểm, thần sắc càng thêm đen tối, hai chòm râu nhỏ kéo ra. Sau khi suy tư nhiều lần, cho rằng tin tức truyền về hắn là không sai, quả thật có khả năng kia, nhưng quả thực vượt qua dự đoán của hắn, không khỏi a một tiếng. Tờ khó trách thiên vũ lưu tinh đại hội có thể giành được hạng nhất, có đủ tàn nhẫn, có đường sống không cần, tình nguyện đi cấm địa mạo hiểm, đây là không đoạt giải nhất thề không bỏ qua, cư nhiên còn muốn bỏ qua dây dưa tiếp tục tìm thần hỏa. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc chuyện, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hắn gọi đồng bọn lại đây, bàn bạc bà xác nhận phương hướng đi tới y vô minh cấm địa, lúc này hạ lệnh điều chuyển một hàng phương hướng, cũng thẳng đến vô minh cấm địa mà đi. Vẫn là câu nói kia, hắn đoạt không được giải nhất cũng quyết không thể để cho một đám sư xuân đoạt giải nhất, tất phải giết chết một đám sư xuân, nếu không sau khi đi ra ngoài sẽ không có biện pháp ăn nói, nhiều người nhìn như vậy, hắn không ngăn cản làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đem người một nhà bên cạnh đều diệt khẩu hay sao? Trong nội tâm hắn cũng căm tức tính tình của sư xuân, muốn cố gắng như vậy làm gì, vốn là một chuyện không có bình thường, tất cả mọi người đoạt không được khôi là chuyện rất bình thường. Cho dù bị phạt, mức độ trừng phạt cũng có thể tiếp nhận, hiện tại sư xuân ngươi toát ra năng lực, đem chuyện không có bình thường biến thành chuyện có bình thường, bảo lão tử làm sao bây giờ? Ở thần hỏa vực, muốn làm được tin tức linh thông như hắn là rất khó, đương nhiên, hắn cũng là bởi vì có điều kiện, có tính nhắm vào. Mà một ít đại phái, mặc dù không có hắn như vậy tin tức linh thông, nhưng là có đầy đủ một ít tiểu phái không có điều kiện, có thể ý vào địa vị cùng thế lực, thỉnh một ít tiểu phái giúp một việc, ví dụ như lấy được nhanh chóng tìm được thần hỏa biện pháp sau, tìm được thần hỏa sau có thể phân các ngươi một hai đóa đối với môn phái vốn một đóa cũng tìm không thấy mà nói, đây chẳng lẽ không phải là một hy vọng sao? Ví dụ như luyện khí giới xếp hạng thứ năm môn phái Kim Mạo Đường, thì cứ như vậy làm, bất quá so với Thiên Nham Tông mà nói, tin tức của bọn họ tương đối trì trệ. Lúc này đám người mặc áo xám này, đang tỉnh phục ở sâu trong vỏ đất địa hình hỗn loạn, trong ánh sáng lờ mờ của từng khối phốt pho đá lớn dưới lòng đất khoác vải ngụy trang thành đá. Dẫn đầu là một nam tử vô luận diện mạo hay là thân thể, đều có vẻ rất đẹp mắt chỉ là vẻ mặt chất phát, tên là Mễ Lương Mạnh. Bên cạnh có người lặng lẽ sờ tới, muốn mở miệng bẩm báo cái gì, Mễ Lương Mạnh quay đầu hướng hắn làm thủ thế im lặng. Đợi một lúc sau, người nọ lại thấp giọng nói, Ê sư huynh. Mễ Lương Mạnh này quay đầu chỉ vào miệng hắn, mắt lộ ra thâm trầm, một bộ dáng chuyện lớn bằng trời cũng muốn nuốt xuống cho ta. Người nọ vẻ mặt ngượng ngùng, rốt cục hoàn toàn câm miệng không nói. Đám người lại yên tĩnh nước chừng hai canh giờ, trong mắt địa khiếu rốt cục toát ra một đoàn u quang màu hổ phách. U quan dần dần biến thành một đoàn lửa mạnh màu hổ phách bốc lên, trôi nổi trong không gian ngầm phức tạp, nhuộm đẫm chung quanh giống như lá bạch quả khô héo. Trong mắt một đám đệ tử Kim Dung đường nhất thời nở rộ chờ mong cùng hưng phấn. Liệt diễm bay về phía khu vực tương đối rộng lớn không đồng đều, nơi đó có một tòa tháp sắt 18 tầng. Trong cửa sổ tháp mỗi một tầng đều có thể nhìn thấy một hạt châu, màu sắc và kích thước của mỗi hạt châu đều không giống nhau mà mỗi viên hạt châu đều là kim mạo đường những năm gần đây, nghĩ hết biện pháp thu thập được các loại thuộc tính vật chất cực tinh chi vật, ví dụ như thạch đảm, ví dụ như kim tinh, ví dụ như băng phách các loại. Đây cũng là người đời trước kim dung đường tìm kiếm thần hỏa, sau khi trùng hợp phát hiện thần hỏa hút vật chất loại nguyên, nghĩ đến phương thức bảy mồi. Vì thế, này hai ba trăm năm tới nay, kim mạo đường một mực điều thấp tìm kiếm những này cực tinh vật chất. Đáng tiếc là, thần hỏa có 36 loại, mà bọn họ tìm được chỉ có 18 loại nguyên vật chất, có một số là tìm không thấy. Có một số là căn bản không biết đối ứng cái gì, ví dụ như hư diễm ở trong thần hỏa, không phải là hư diễm trên hình dung từ, mà là một loại hỏa diễm trong suốt, còn có gì phong diễm y các loại. Tương lai còn có thể tiếp tục tìm kiếm, bất quá trước mắt tự nhiên là tìm được bao nhiêu liền dùng bấy nhiêu, ít nhất phải thử xem có hữu dụng hay không. Kết quả chứng minh tâm huyết tiền nhân bỏ ra không có lãng phí, dùng bả vai lót cao độ cao hậu nhân nhân mã kim dung đường lần này đã dụ bắt được sáu đóa thần hỏa. Trước mắt, đoàn liệt diễm kia bay tới trước sau tháp sắt, bay vài vòng mới tỉnh lại, sau đó, trên viên thạch đảm màu vàng sáp tướng mạo bình thường trong tháp bắt đầu bay ra một đoàn sương mù màu vàng nhạt, bị liệt diễm hút vào trong cơ thể. Cũng đúng lúc này, cơ quan trận pháp trong tháp sắt bị xúc động, được bảo vệ những vật cực tinh kia, cửa sổ tháp 18 tầng đột nhiên đồng thời đóng lại, tỏa nguyên trận cũng đồng thời bị kích phát, một đạo hư ba gần sóng hình bát úp ngược xuất hiện lại biến mất ngọn lửa màu hổ phách kia bỗng nhiên nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng rời đi, rồi lại đụng ra hư ba rung động phong tỏa, bị vật vô hình ngăn cản, không thể thoát thân, bỗng nhiên điên cuồng va chạm. Đám người mễ lương mạnh vén áo khoác ngụy trang lên lắc mình vọt tới, trong một trận rầm rầm, bắt được đóa thần hỏa thứ bảy trong chuyến đi này. Một đám đệ tử kim dung đường hoang hô. Khống chế thần hỏa sau, mễ lương mạnh mới quay đầu nhìn về phía trước muốn nói chuyện cái kia sư đệ, hỏi, đây chuyện gì? Lúc này sư đệ mới tiến lên nói, đệ đã phát hiện tung tích của sư Xuân. Mễ Lương Mạnh đơn giản dứt khoát nói, đệ thu pháp khí lại, đi tìm bọn họ. Thần hỏa trên tay đưa cho một sư đệ khác, đệ người ở lại đây hấp thu đóa thần hỏa này. Thần hỏa tương tự hắn đã hấp thu một đóa, hắn tổng cộng hấp thu bốn đóa thần hỏa. Mọi người cực kỳ hâm mộ, tiếp nhận thần hỏa đệ tử liên tục cúi đầu cảm tạ, gây tạ sư huynh, tạ sư huynh. Lưu hai người hộ pháp cho hắn, những người khác đi theo ta. Mễ Lương Mạnh ném lời xoay người mà đi, từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng chất phát không gần sống, ngay cả thần hỏa tới tay cũng không có phản ứng gì. Dự đoán Sư Xuân sẽ đi ra cửa, cũng không chỉ có cung thời hy, chỉ có điều tin tức chưa chắc có cung thời hy linh thông, có vài người cũng chạy tới, xem có cơ hội chia một chén canh hay không. Vì thế đệ tử luyện thiên tông rải rác xung quanh lối ra phát hiện dị thường, lối ra thần hỏa vực còn lâu mới mở ra, làm sao lại bắt đầu có chút người trong môn phái lục tục trở về, cái này bỏ qua tìm thần hỏa. Rất không bình thường. Ngay tại chỗ này tòa trấn tạ tử thăng tự nhiên là muốn biết rõ tình huống, lấy đệ nhất đại phái thân phận địa vị cùng thực lực, cũng không phải cái gì cơ mật, bị tìm được người cũng không giấu giếm tình huống. Hậu tri hậu giác tạ tử thăng thế mới biết hắn luyện thiên tông bị cuốn vào một hồi lời đồn bên trong. Hắn chỉ trả lời nói có người bịa đặt, dư thừa đã không cần phải giải thích với người khác, giải thích hữu dụng sẽ không nháo đến nước này. Làm hắn buồn bực chính là, giải tán nhiều nhân thủ như vậy đi ra ngoài, tìm qua không ít người môn phái tìm hiểu tung tích của bọn sư xuân, cư nhiên không ai mang về tin tức có liên quan đến lời đồn. Quay đầu lại chạm mặt mấy người dẫn đầu phe mình, sau khi trao đổi tình huống, mắt tạ tử thăng lộ vẻ lo lắng nói, đời không phải giang tế luyện thiên tông chúng ta có môn phái khác, thì là bên trong hạ đạo sơn còn có nằm vùng của hắn. Mấy người đều hiểu ý của hắn, nhàn khắc thao lấy làm lạ nói, người mục đích tung tin đồn này là gì, sao lại có cảm giác không giống chuyện do người mưu đồ thần hỏa gây ra, chẳng lẽ là đàm phán trả thù với đám sư xuân? Tạ tử thăng, từ những thứ này không quan trọng, sư xuân bọn họ nắm ở trên tay chúng ta, chỉ cần tới, liền không phải do bọn họ không giao ra bí mật. Chúng ta lấy được bí mật, liền lập tức chạy người, tìm thần hỏa của chúng ta đi, về phần bọn họ có nguyện ý cho người khác chia sẻ hay không, đó là chuyện của bọn họ, chúng ta không cần đi quan tâm. Nhàn khắc thao vuốt cầm mỉm cười nói, đi tả huynh, có lẽ không phải chuyện xấu, bình thường hợp tác với sư Xuân, tìm được thần hỏa còn phải chia sẻ hai bên, nếu hắn bị người ta nhốt ở đây, vậy không thể trách chúng ta, một nhà chúng ta cầm bí pháp đi độc hưởng thần hỏa, nói không chừng thiệt mở trong trong ngoài đều phải là chúng ta ăn. Ý chỉ thần hỏa ở đây cùng phần thưởng đoạt giải nhất bên ngoài. Quả thật, mấy người nghe xong đều lộ ra ý cười hiểu ý, nhưng mà mộng đẹp luôn dễ tỉnh, rất nhanh liền có hai gã luyện Thiên Tông đệ tử đường xa chạy về báo tin. Thật sự là đám người sư xuân bị rất nhiều nhân mã dây dưa động tĩnh làm lớn, luyện thiên tông tứ tán nhân viên cũng tìm hiểu được động tĩnh. Vô minh cấm địa. Mấy người cơ hồ đồng thời buồn bực lên tiếng. Người tới nói, đây đúng vậy, các môn phái khác phán đoán như vậy, chúng ta đem tình huống cùng hướng đi đánh giá một chút, cũng là đồng dạng suy đoán, sư xuân bọn họ đại khái là muốn mượn y vô minh cấm địa về hoàn cảnh nguy hiểm bức lui những phiền toái kia. Đồ chó! Tạ tử thăng nhịn không được mở miệng mắng, để đã như vậy rồi, lại còn muốn ăn một mình. Bọn họ cùng cung thời hy phán đoán giống nhau, cũng cho rằng nhóm sư xuân là muốn bỏ qua phiền toái sau đó tiếp tục tìm thần hỏa. Sư đệ tay trái tay phải của hắn nói, ơ sư huynh, chiếu theo xu thế này, chỉ sợ bọn họ chơi lửa tự thiêu ngã xuống cấm địa, nơi đó quá nguy hiểm, và nhất bọn họ rơi vào trong tay những người khác, chúng ta cũng không có nhược điểm uy hiếp môn phái khác, môn phái khác khẳng định sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rơi vào tay người khác vậy mấy ngày nay chúng ta liền bận rộn vô ích. Đi một chút đi. Tạ tử thăng tâm phiền ý loạn phất tay ý bảo, lời chỉ mong bọn họ không dễ dàng bị bắt như vậy, chỉ mong còn kịp, mau triệu tập nhân thủ chạy tới, để hai người ở đây gặp nhau là được. Nhân mã luyện thiên tông núp ở lối ra nhanh chóng rút lui. Một ít có dự đoán đầu óc sớm chạy tới lối ra một vùng ngồi canh giữ, muốn sửa nhà dột, thì bởi vì không có tin tức con đường, dẫn đến không cách nào làm ra phán đoán chính xác ngược lại tiếp tục ngồi canh giữ ở đây đại khái là phải đợi đến chậm chạp không thấy mục tiêu đến đây mới có thể tỉnh ngộ lại trên đường bay nhanh một đám sư xuân thấy được một bộ cảnh tượng dị thường đồ sộ bọn họ bay rất cao nhưng mặt trời vẫn ở phía sau bọn họ kéo thấp ở trên đường chân trời biến thành mặt trời chiều ở phía trước bọn họ xa xa là một mảnh mênh mông tinh không ở khu vực phân giới tuyến giữa ánh mặt trời chiều và tinh không mênh mông va chạm ra một loại kỳ quan mỹ lệ dung hợp lam hoàng ngay trên bầu trời phi hành của bọn họ dưới thân bọn họ đại địa quan quái lục ly mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía dưới có người tự hồ ở trong bóng tối nương theo phi hành theo ánh mặt trời phía sau dần dần bao phủ ở dưới đường chân trời tình không rực rỡ tự hồ nắm giữ thế giới của mọi người thần hỏa vực tinh không màu sắc sặc sỡ cực kỳ rộng rãi mà mảnh địa giới rộng lớn này tự hồ vĩnh hằng tồn tại vĩnh viễn không điêu linh người ta gọi là y vô minh chi địa còn gọi là y vô minh cấm địa bởi vì nguy hiểm mà khiến người ta dừng bước. Vô minh ở không phải là không có bất kỳ ánh sáng nào, trên trời có sao, dưới đất có lửa, chỉ có nghĩa là vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời mà thôi. Ở thần hỏa vực mà nói, góc chết mà ánh mặt trời không chiếu tới là một khu vực rất lớn. Về phần biên giới của vô minh chi địa đến tột cùng ở đâu, cách nói chính thức của giới tu hành chính là nơi ánh mặt trời không chiếu tới, đám người sư xuân sau khi tiếp xúc với hạ đạo sơn, lại tiếp nhận được một cách nói thực tế hơn đám người cổ luyện ni nói các tiền bối của hạ đạo sơn đã mò tới một biên giới có thể định nghĩa khác vật sống trong cấm địa bình thường sẽ không vượt qua một khi vượt qua sẽ xuất hiện một hiện tượng rất thần kỳ sẽ bị một cổ lực lượng khó hiểu giết chết phương thức chết là tự mình tan rã sinh vật sống trong cấm địa chỉ cần vượt qua một giới điểm nào đó là chết tiền bối núi nhiệt đạo nhận định giới điểm đó là biên giới của cấm địa vô minh các tiền bối của hạ đạo sơn sau đó hoài nghi nguyên nhân hình thành biên giới vô hình kia là trận pháp ai có thể bố trí trận pháp lớn như vậy ở loại địa phương này? Các bậc tiền bối ở Hạ Đạo Sơn Hoài Nhi có liên quan đến hỏa thần năm đó, thậm chí Hoài Nhi cấm địa vô minh chính là nơi tán thân của hỏa thần. Năm đó hỏa thần sau khi chịu thiệt thòi ở thần hỏa vực, từng ra ngoài mang vào một đám tinh anh tu hành giới hỗ trợ đánh quái, quái vật ngay cả hỏa thần cũng không giải quyết được, tinh anh có thể khiến hỏa thần tìm đến hỗ trợ, thực lực của những tinh anh kia có thể tưởng tượng được, tuyệt không có một cái đơn giản. Sau đó rất nhiều tinh anh ngã xuống ở đây, ngay cả hỏa thần cũng không đi ra ngoài, sau này người vào cũng không biết có ai tìm được di vật của tinh anh hay không, có lẽ có người tìm được không lên tiếng, dù sao cũng chưa từng nghe nói qua. Nghe nói hỏa thần trước khi ngã xuống từng liều mạng mở ra thông đạo thông ngoại giới, cung cấp cho một số người chạy đi, nói cách khác, người chạy đi vẫn chưa nhìn thấy hỏa thần ngã xuống lúc nào. Hỏa thần sẽ để cho mình chết không có chỗ chôn sao? Trận pháp có thể tồn tại ở đây có liên quan đến hỏa thần hay không? có hoài nghi này kỳ thật không chỉ có tiền bối của Hạ Đạo Sơn, không ít tổ tiên môn phái đều từng đến đây điều tra xác nhận qua, chẳng qua vẫn chưa điều tra được bất cứ trò gì, chỉ có tồn tại khủng bố khiến người ta tử thương. Sau đó các đệ tử Hạ Đạo Sơn tiến vào cũng từng nhiều lần nghiệm chứng qua, xác nhận kinh nghiệm các tiền bối cung cấp là kinh nghiệm hữu hiệu, quả thật tồn tại một đạo biên giới vô hình nhìn không thấy. Nói cách khác, chỉ cần không xâm nhập vào bên trong biên giới vô hình kia, chính là an toàn mà đám người cổ luyện ni bởi vì có kinh nghiệm của tiền bối gia trì, biết làm sao tìm được biên giới vô hình kia, biết cấm địa vô minh địa phương nào an toàn, đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám dẫn đám người sư xuân tới đây giải thoát dây dưa. Sau khi làm rõ những tình huống này, đám người sư xuân lo lắng đề phòng cũng yên tâm đi theo. Nhưng đám nhân mã các phái dây dưa đi theo kia, sau khi đâm đầu vào trong bóng tối của vĩnh dạ chi địa, trong lòng từng người cũng đã bắt đầu sợ hãi, chung quanh không ngừng, hùng danh hiển hách của vô minh cấm địa dù sao cũng bày ra ở đây nói một chút cũng không sợ là giả còn dám tiếp tục đi theo chỉ vì khát vọng thần hỏa cường đại dục vọng người bay sát mặt đất phía dưới cũng bắt đầu rời xa mặt đất chỉ dám bay trái phải và phía sau đám người sư xuân hoặc là bay đến nơi cao hơn trên đỉnh đầu bọn họ không ai dám bay đến phía trước đám người sư xuân người cuốn quyết không buông cũng dần dần kéo ra một khoảng cách với đám người sư xuân mà đây chính là điều đám người cổ luyện ni muốn cũng có đám nữ nhân cắn chặt một khoảng cách không kéo ra, vòng tình cốc kia. Trên tay các nàng có con đường tin tức tương tự như cung thời hy, cung thời hy dùng xúc tu tin tức để quấy rối, các nàng thì dùng để tìm người, dễ dàng cho các nàng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đám sư xuân. Trước mắt người nhìn chầm chầm quá nhiều, vu sang sang cũng không có trực tiếp đi lên cùng sư xuân bọn họ chào hỏi. Sau khi bay liên tục trong bóng tối một thời gian, thấy phía trước còn không dừng lại, kim hảo trên mặt có sẹo, lo lắng đề phòng lên tiếng. Đây bọn họ còn không ngừng, còn đang bay vào trong, điên rồi sao?" Lâm Ước Phương trên mặt không có mũi có thêm lỗ thủng cũng cực kỳ lo lắng, một bên cảnh giác bốn phía, một bên lo lắng nói, Ừ Vu sư tỷ, nguy hiểm của Vô Minh Cấm Địa cũng không phải giả, chúng ta thật sự phải tiếp tục như vậy sao?" Vu Sang Sang cũng rất thấp thỏm, nhưng vẫn suy nghĩ trả lời, từ những đại phái này nhiều lần vào nơi này, có kinh nghiệm tích lũy, bọn họ dám xông vào tất có nguyên nhân, chúng ta chỉ cần theo sát bọn họ học theo, hẳn là sẽ không có việc gì." Kim Hảo không thể không nhắc nhở nói, lời vu sư tỷ, bọn họ dám xông vào, còn có một nguyên nhân rõ ràng, có lẽ chính là vì bỏ qua dây dưa mà mạnh mẽ mạo hiểm. Vu sang sang im lặng, hỏi ngược lại, ý ý của các ngươi là, cứ như vậy buông tha. Lời này vừa nói ra, hai nàng cũng trầm mặt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà những nhân viên các phái đi theo không buông, cùng suy nghĩ cùng lo lắng của các nàng là giống nhau, vừa sợ hãi, mà khi không có chân chính đối mặt nguy hiểm lại không cam lòng buông tha đám người hứa an trường đi theo phía sau cũng ở trong rối rắm cùng thống khổ tâm tính rất là dày vò mấu chốt là bọn họ hiện tại có muốn liều mạng hay không cũng không được mọi người đều biết người minh sơn tông hấp thu rất nhiều thần hỏa có hy vọng đoạt giải nhất hắn dám thả đám người minh sơn tông gặp nạn mặc kệ sau khi đi ra ngoài sẽ có người làm cho hắn chết rất thảm bay thật lâu còn tiếp tục xông vào sư xuân cũng dần dần lo lắng nhắc nhở cổ luyện ni bên cạnh, lề bay lâu như vậy, đừng đâm đầu vào hiểm địa. Để tiện chỉ huy nhân mã hai bên, hắn, ngô cân lượng, cổ luyện ni, nguyên vĩ cùng bàn hậu ở trong cùng một cái phong lân, bởi vì nguyên nhân tu vi, do hai người sau thay phiên khống chế phong lân. Nắm chặt thời gian, còn một lát nữa. Cổ luyện ni nghiêng đầu trả lời. Nếu trong lòng đã hiểu rõ, vậy sư Xuân cũng yên tâm, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác đối với chung quanh nói một hồi thì một hồi không bao lâu cổ luyện ni lại lên tiếng vì hẳn là không còn nhiều lắm vì thế nguyên vĩ quát một tiếng để đi theo tôi hắn là người đầu tiên khống chế phong lân hạ thấp độ cao phi hành bổ nhào xuống mặt đất những người khác tự nhiên là khống chế phong lân bổ nhào theo những nhân mã dây dưa đi theo hai mặt nhìn nhau không biết có ý gì cũng chỉ có thể hạ thấp độ cao phi hành thẳng đến khi tới gần mặt đất nguyên vĩ mới khống chế phong lân ngẩng đầu lên bảo trì trạng thái phi hành gần sát mặt đất. Bàn hậu lại hô một tiếng, đe tản ra. Một đám đệ tử của Hạ Đạo Sơn lập tức từ trong trạng thái phi hành Tốt năm tốt 3 tản ra. Phân liệt thành trạng thái phi hành một mình điều khiển phong lân, cả quần thể giống như mở cánh bắn ra, lấy nguyên vị khống chế phong lân làm trung tâm, xếp thành một hàng. Khoảng cách đều rất rộng, mỗi con phong lân ước chừng cách 2-30 trượng, khoảng cách 50 người triển khai có thể tưởng tượng được, một đường sát đất kiểm tra mà đi tình huống này vừa nhìn liền biết là trước khi xuất phát đã bố trí xong nếu không nhân mã trên dưới hạ đạo sơn không làm được trạng thái phối hợp lệnh cấm như vậy bởi vì phạm vi triển khai quá lớn những môn phái nhân mã dây dưa trái phải kia không phải bị buộc tản ra thì là lui về phía sau hoặc bay lên không đám người minh sơn tông không biết hạ đạo sơn đang làm gì bọn họ ngược lại vẫn tụ tập ở phía sau đám người sư xuân đây là đang tìm cái gì ngô cân lượng nhìn chung quanh hỏi một tiếng Ban hậu trả lời lệ còn có thể tìm cái gì, đương nhiên là đang tìm biên giới kia. Ngô cân lượng kỳ quái, đệ biên giới kia có thể nhìn thấy sao? Bàn hậu, từ người hiểu có thể nhìn thấy, người không hiểu không nhìn thấy. Thấy người ta đối biên giới tình hình cụ thể nói tương đối bảo thủ, dự thính sư xuân không có hỏi nhiều, trực tiếp mở ra mắt phải dị năng quan sát, muốn thử một lần, xem mình có thể hay không nhìn thấy. Lại bay trên địa hình phức tạp một lát, bên phải bỗng nhiên có tiếng truyền đến, đề bên này. Nguyên Vĩ quay đầu lại nhìn lập tức khống chế Phong Lân xoay hướng sang bên phải, bàn hậu cũng hướng bên trái tiếp tục kêu gọi đầu hàng, lề bên này. Người phi hành bên trái một đường đem lời truyền xuống, cũng nhao nhao xoay đầu, đuổi theo hướng đi của Nguyên Vĩ. Bên phải ban đầu kêu gọi đầu hàng người đã thu Phong Lân dừng lại, bày tới Nguyên Vĩ mang theo một đám người nhao nhao rơi xuống đất. Sư Xuân đi theo rơi xuống đất nhìn khắp nơi một chút, dị năng mắt phải của hắn vẫn chưa nhìn ra bất cứ trò gì trên mặt đất gặp gần này, bất quá đều chú ý tới người ở hạ đạo sơn nhau nhau nhìn về phía dưới chân người kêu gọi đầu hàng ban đầu. Mượn ánh sao ảm đạm lấy pháp nhãn nhìn kỹ, giống như mặt đất bình thường, hắn nhịn không được hỏi cổ luyện ni, để ý tứ gì, tìm được rồi. Cổ luyện ni suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho hắn biết, ngón tay trên mặt đất một ít mụn, để thấy không, những tảng đá này là hình thái phun trào. Đây chỉ là một trong những hình thái, có hình thái gồ ghề, cũng có hình thái gồ ghề, còn có một ít hình thái khác vừa nói như thế sư xuân lại nhìn kỹ lúc đầu ánh mắt nhìn núi là núi tập hợp lại toàn diện quan sát quả nhiên nhìn ra một ít manh mối những tảng đá lớn nhỏ trên mặt đất đúng là dạng phun trào hơn nữa còn có thể tìm được điểm nổ trung tâm hắn bừng tỉnh đại ngộ nói thì chẳng lẽ đây là vật sống xông ra biên giới sau đó tan rã hình thành cổ luyện ni khẽ gật đầu vì thế đám người sư xuân đã hiểu phóng nhãn lập tức nhìn trời nhìn đất vùng này hẳn là cái gọi là khu vực biên giới kia đây cũng không phải là trọng yếu nhất, mọi người đánh giá bốn phía, phát hiện những cái kia dây dưa các phái nhân mã vẫn như hình với bóng, cũng theo tới nơi này. Hết tập 30. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.